Hôm nay Fred sẽ đem đến cho các bạn những bài test về độ linh hoạt dẻo dai của cơ thể. Nếu như các bạn không làm được thì có lẽ 80% các bạn đã gặp vấn đề về sự linh hoạt dẻo dai của cơ thể. Và cùng mình làm nhé. Thử thách của chúng ta đó là một nắm tay. Hãy cắt bàn chân chúng ta bằng một nắm tay nhé. Và thử xem nếu như gót của bạn nhô lên, có nghĩa là các bạn thiếu linh hoạt của phần cổ chân. Chúng ta hãy xoay tay ra sau và dùng tay này chạm vào ngón tay của tay kia, hoặc ngược lại. Nếu như chúng ta gặp khó khăn trong việc chạm tay vào nhau, hoặc là khó khăn trong việc xoay vai, cũng như là việc nếu chúng ta một bên chạm tay vào được còn bên còn lại thì không, thì có lẽ chúng ta đang gặp vấn đề về sự linh hoạt của phần cổ vai gáy rồi. Tôi hãy chuẩn bị tay sau đầu và bắt đầu bước chân về sau, quỳ gối xuống, hít vào, thở ra. Mỗi lần, mỗi bên chúng ta sẽ làm khoảng 20 lần nhé mọi người. Và nếu như trong quá trình làm các bạn gặp những lỗi sau đây: đổ người về trước, hoặc ngửa người ra sau, hoặc khó khăn trong việc giữ thăng bằng, thì bạn đang gặp vấn đề về sự linh hoạt dẻo dai của phần hông của mình. Và nếu như các bạn gặp khó khăn trong việc thực hiện bài test thì rất có thể một phần cơ thể của các bạn đang thiếu đi những yếu tố để tạo nên một chuyển động tốt, ví dụ như sự linh hoạt dẻo dai, sự thăng bằng và kể cả sức mạnh của chúng ta nữa. Và cơ thể chúng ta là một thể thống nhất thì một phần có thể ảnh hưởng lên toàn bộ chuyển động của cơ thể. Và trong sinh hoạt hàng ngày rất có thể chúng ta đang gặp những cái chấn thương ngoài ý muốn. Vì vậy hãy đến gặp các bạn huấn luyện viên cá nhân hoặc các chuyên gia về bài tập chuyển động để có thể được kiểm tra một cách tốt nhất nhé.